Đây, đây là cái món dừa trường hấp với lại hành, hành củ với lại gừng nha các bạn. Bây giờ đang bỏ trên nồi để hấp nha, sau khi mà đã rửa sạch. Đây là lần đầu tiên làm món dừa trường nên cũng chưa biết nó như thế nào. Đây cái món mắm tôm đó, cái mắm tôm này nè, đem từ Việt Nam qua này nha. Mắm tôm này thì có ớt nè, chút đường, chút chanh, chút tỏi đó. Đây là cái mắm này là con bé em nó làm nè. Nói chung là cái gì cũng làm lần đầu hết cho nên cũng chưa biết ăn nó như thế nào. Rồi, nhìn ngon quá mà không biết sao nha, nha. Nhìn rất là ngon luôn á. Wow, nhìn quá ngon luôn, mùi thơm. Trời ơi, có hành, có ớt nè. Ngon quá. Hai mọi người, đây cái món dừa trường nè, các bé nó làm buổi chiều khi làm về, thứ bảy về này. Các bé quay lại là làm cái món dừa trường này cho cả nhà cùng ăn. Món dừa trường vừa mới chín tới nè, vẫn còn cái mùi rất là thơm nha các bạn. Hai bé ở nhà nấu mà giờ kêu vô ăn nó ngại. Thôi giờ mình sẽ ăn để coi cái vị nó như thế nào nha. Đây là cũng lần đầu tiên mà hai bé nó nấu luôn đó, mình cũng không biết nó thật sự là như thế nào. Giờ mình bắt đầu ăn nha. Cái dừa trường này nè, ở trong này mấy bé nó đã hấp với lại cái ớt nè, cái gừng nè, rồi với hành lá này nha, mà rất mùi rất là thơm nha. Rồi mời cả nhà cùng ăn nha. Đây cái mắm tôm này mùi cũng rất là thơm luôn. Giòn dai mà ăn chung với mắm tôm nữa ngon lắm. Ăn mấy ăn thêm cái này cộng với cái lại cái hành với lại cái hành lá với lại hành hành củ. Bé em nó mới nói cho mình biết là cái mắm tôm này nó rất là đặc biệt nha bạn, là có thêm vị độ nữa cho nên nó sẽ tránh được cái mùi của dừa trường. Nhưng mà thật ra mình ăn á thì mình thấy mấy bé nấu làm rồi thơm lắm, mà ăn với cái mắm này thì rất là ngon. Mắm tôm cũng rất là thơm nha, ngon là ngon luôn nè. Đây là cái miếng dừa trường này ha, mà ăn giòn này chắc cũng khoảng 10 năm rồi, bây giờ mới ăn lại cái món dừa trường này nè. Ngày xưa khi mà mình làm còn làm công ty Nhật á thì cứ mỗi thứ sáu hàng tuần á, cuối tuần á thì chị mình nó hay ghé cái chỗ mà Đồng Nai á, ở chỗ phía Tâm Hiệp á, là người ta sẽ bán dừa trường á, dừa trường cộng với cà pháo nè, mắm tôm nè, trời ăn mà rất là ngon nha. Mà ở chỗ đó thì người ta xếp hàng đông lắm, mà bao nhiêu năm rồi đâu có ăn lại này đâu. Nó này không có cà pháo, nó có cà pháo còn ngon lắm, mấy lần nữa, nó ngon. Dừa trường thì ngọt, giòn ha, ngon. 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 Chúng ta cũng rất là đặc sắc nha các bạn. Ngon. Nè, ăn kèm thêm miếng hành. Miếng gừng và miếng hành lá nha. Vừa 10 năm trời rồi, cái ngày mình từ hồi quá xính giờ không có ăn mấy món này.
cả cái món này với em mình phải rút nha, nó được phải rút. Chứ kêu là nếu mà không biết rửa thì sợ có mùi. Nhưng mà nó nấu rất là, nó làm rất là sạch, chảy rút. Ngon, bánh tôm ngon lắm bạn ơi, ngon. Bao nhiêu hôm bây giờ mới ăn lại cái món này. Giòn mà, rất là giòn. Giòn nè, thơm nè, không có một cái vị hôi nè, hay mùi nào của cái mùi lòng á, rất là thơm. Rồi cộng thêm cái mắm tôm nữa, nó cay vừa phải. Và cái pha thêm chút cái rượu nữa. Mắm tôm thì cũng ngon hết sảy luôn. Rất là ngon. Mình thì cái món này mình không có biết làm, tại vì mình làm mình sợ mình ăn nó bị hôi á, nhưng mà bé hai chị em bé này làm rất là giỏi. Hấp trực tiếp lên trên cái này luôn nha các bạn. Mình có cái nồi hấp cái sợi yên này lọt dưới mình hấp. Rừng. Cái này mình bóp thêm cà pháo không có cái. Video của mình thì tạm dừng tại đây nha các bạn. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo vào thứ 6, thứ 7 và thứ 8 hàng tuần. Và nhớ subscribe cho kênh của mình nha.